Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự của KTV hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa và 20 giờ tối. Và thưa quý vị, trong cái điều kiện ở Việt Nam hạn chế quyền tự do ngôn luận là lý do vì sao các cái hệ thống kênh YouTube của Việt Thành KTV thường xuyên bị đánh phá và vô hiệu hóa. Đó là do chúng tôi xin kính đề nghị các cái quý vị, những khán giả trung thành cũng như những cái thành viên mới của KTV hãy đăng ký các cái kênh dự phòng của chúng tôi bằng cách quý vị vào trang chủ của kênh đang khai thác hiện nay, có hai kênh KTV 3 và KTV 5. Những ai chưa đăng ký, kính mời quý vị hãy đăng ký bằng cách bấm vào logo sẽ dẫn tới những cái trang dự phòng KTV 3 và KTV 5. Sau đó xin quý vị bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các cái thông báo mới nhất của chúng tôi và theo dõi chương trình của KTV một cách thường xuyên liên tục. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024, ngoài các tin tức liên quan tới chính trường Việt Nam, đặc biệt một cái bài phân tích lý do tại sao những tin đồn liên quan tới ông Lê Thanh Hải bị bắt giữ chỉ làm cái phép thử về quyền lực của Chủ tịch nước Tô Lâm mà thôi. Và điều đó không phải là một cái tin tức chính xác. Và thưa quý vị, như thường lệ, chúng ta chuyển sang một cái nội dung liên quan tới bản tin thời sự. Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2024, tại buổi thảo luận của Quốc hội về dự thảo luật đường bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy đề xuất luật hóa quy định thu phí ô tô cá nhân đi vào một số khu vực đô thị trong khung thời gian nhất định. Theo bà Thủy, việc thu phí xe ô tô vào nội đô sẽ bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tăng nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hệ thống giao thông công cộng trong các đô thị. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, để thực hiện đề án, cần triển khai 3 điều kiện kỹ thuật cần thiết. Thứ nhất, công nghệ thu phí phải số hóa, đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu và chia sẻ dữ liệu về hạ tầng. Thứ hai, vận tải công cộng có thể đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại của người dân, để người đi ô tô cá nhân có thể chuyển đổi sang phương tiện công cộng. Thứ ba, kết cấu hạ tầng, bãi đỗ xe và trung chuyển cần có sự kết nối giữa các loại hình giao thông cá nhân với hệ thống vận tải hành khách công cộng. Mục đích là phục vụ hành khách trung chuyển thuận lợi từ ô tô cá nhân sang phương tiện công cộng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nêu quan điểm của ông với RFA. Để mà làm cái sự ùn tắc giao thông rồi ô nhiễm rồi thế này khác, thì tôi nghĩ rằng cái việc phải bớt các phương tiện giao thông cá nhân, chủ yếu là ô tô với lại xe máy, là đằng nào cũng sẽ phải tiến hành. Nhưng mà vấn đề là khi nào tiến hành, nếu mà giao thông công cộng mà nó tốt thì cái việc tăng phí đăng ký hay là phí giao thông hay là thế này cái kia thì tôi nghĩ là đó là những biện pháp kỹ thuật, và những biện pháp kỹ thuật đấy thì có thể tính toán làm sao cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh cụ thể để nó đừng ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hoặc là cái hoạt động sản xuất kinh doanh của người ta. Tháng 4 năm 2022, Chính phủ ban hành nghị quyết số 48 về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giai đoạn 2022-2025, giao một số thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng, triển khai đề án thu phí nội đô. Năm 2017, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết thông qua đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030, trong đó có giải pháp thu phí vào nội đô. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chính sách thu phí kẹt xe nhằm giảm giao thông cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố này đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hạn chế xe cá nhân khu vực trung tâm thành phố
bằng giải pháp thu phí xe vào giờ cao điểm và hạn chế chỗ đậu xe kết hợp với thu phí đậu xe theo giờ. Thời gian thu dự kiến áp dụng trong các khung giờ cao điểm, mức phí thấp nhất là 40.000 đồng cho ô tô con và 70.000 đồng với xe tải, xe khách, bao gồm cả ô tô biển xanh. Hồi năm 2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong cũng đề xuất dự án thu phí vào trung tâm thành phố để giảm ùn tắc với tổng mức đầu tư cho dự án là gần 1.800 tỷ đồng. Dự kiến trong mỗi năm, ngân sách thành phố sẽ thu về thêm khoảng 700 tỷ đồng trong 15 năm. Đây cũng là giải pháp được tiến sĩ Nguyễn Quang A đề nghị. Ông nói với RFA. Về ô tô thì tôi nghĩ là có một cách rất là đơn giản là làm cho cái việc mà họ sẽ rất là ngại để đưa xe vào thành phố. Đấy là việc thu phí đỗ xe. Cái đây là một cái tài sản không có cái chính quyền nào ở bất kể một cái thành phố nào trên thế giới nó bỏ rơi cả. Ở Việt Nam thì như vậy rất đáng tiếc là chính quyền Hà Nội cũng như là chính quyền Sài Gòn bỏ rơi. Tôi nói ví dụ như vậy là gì, là vào trong nội đô 1 giờ 200.000, tìm chỗ đỗ cũng khó nữa, thì lập tức là lúc đó là như vậy là gì, là họ không khó mà đưa vào. Nhưng mà đây là vấn đề là phải giải quyết là cái chuyện là thế thì những người chính ở trong nội đô họ có xe riêng, bây giờ làm nào? Phải xây dựng những chỗ để cho họ để xe của họ. Bây giờ không có chỗ thì họ đành phải để vỉa hè. Yeah. Đành để vỉa hè tức là như là họ chiếm dụng một cái tài sản công. Tôi chưa xây được các cái parking house thì ông cứ đỗ vỉa hè là tôi thu. Và như thế là nó sẽ giảm đi. Và cách làm như thế là nó tương đối là nó công bằng, bởi vì như vậy là gì, là chỉ có người nào có xe thì phải chịu. Đấy là một cách dễ nhất và lại còn thu được ngân sách cho thành phố. Cứ nghĩ rằng tức là gì, là mình giỏi, dân là cái đinh, không là cái gì cả. Đấy là một cái tâm tính mà nó thui chột tất cả những sáng kiến, những cái sự chủ động, cái sự năng động của các quan chức. Và cái đấy là cái mà như vậy nó gây ra tác hại khủng khiếp. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói thêm, ông không yêu cầu chính quyền phải nghe ý kiến của ông hay của bất cứ người dân nào, mà ông chỉ yêu cầu chính quyền nên nghe dân và thấy cái gì dân góp ý hay thì nên làm. Nói đến nạn kẹt xe và giải pháp thu phí vào nội đô, cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, cũng là một tiến sĩ luật, từng viết trên Facebook cá nhân của mình rằng, các nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông lớn nhất hiện nay tại Hà Nội đều do quản lý và có thể không loại trừ nhóm lợi ích, chứ đâu phải do xe ngoại tỉnh vào Hà Nội. Cũng theo ông Nhưỡng, việc thu phí xe vào nội đô là bất công và chính nó gây bất bình đẳng trong chi phí xã hội, vi phạm nguyên tắc tự do đi lại và tự do kinh doanh theo hiến pháp và luật cạnh tranh. Ông Nguyễn Khắc Toàn, một người dân Hà Nội, không tin việc thu phí xe ô tô vào nội đô sẽ giải quyết được nạn kẹt xe. Ông nói. Và đây là phải nói rằng là một cái chủ trương là chắc quá đối phó với tỷ thế. Bởi vì cái việc mà ô tô các tỉnh ấy, rồi là ông bản thân ô tô ở trong nội đô đấy của người dân đấy, thì bây giờ nó có tăng lên, trong khi đường xá hiện nay hạ tầng cơ sở yếu kém, vũ khí chật hẹp là không đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề đi lại đó của người dân. Cho nên bây giờ họ phải dùng cái biện pháp là đối phó bằng cách là hạn chế xe lưu thông vào nội đô để cho bớt cái tình trạng ách tắc này. Thì cái việc này thì cũng có vẻ đúng. Nhưng mà thật ra thì là đấy là một cái cách đối phó, một cái xử lý giải quyết bằng tính chất là sắp vá bằng tình thế mà thôi. Thì cũng không ăn thua gì đâu, bởi vì là người dân mà người ta có nhu cầu vào nội đô thì người ta vẫn sẵn sàng, người ta cũng đóng tiền để mà vào nội đô. Thông tin được đưa ra sáng 12 tháng 7 năm 2022 tại hội nghị đánh giá thực hiện nghị quyết số 53 về phát triển kinh tế xã hội cho thấy, năm 2009, nạn kẹt xe ở thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại khoảng 13.000 tỷ đồng. Đến năm 2022, thiệt hại lên tới 138.000 tỷ đồng, cao gấp hơn 10 lần. Và thưa quý vị, liên tục chương trình vẫn những cái tin tức liên quan tới chính trường Việt Nam. Điều quý vị đã biết, sau khi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bầu bổ sung 4 thành viên Ủy viên Bộ Chính trị vào ngày 17 tháng 5, Bộ trưởng Công an Tô Lâm sau đó đã rời vị trí Bộ trưởng Bộ Công an vào ngày 22 tháng 5. Ông Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn làm Chủ tịch nước và ông Trần Quốc Tỏ
Thứ trưởng thường trực của Bộ Công an nắm quyền điều hành Bộ Công an. Theo giới quan sát cho rằng chính trị Việt Nam sắp tới còn rất nhiều những cái biến động gay cấn và thú vị. Đặc biệt, đây là một cái giai đoạn chưa phải là trận chung kết. Liên quan tới những cái bất ổn tình hình chính trị Việt Nam như quý vị đã biết, ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài. Theo giới quan sát, tại sao các nhà đầu tư nước ngoài lại chọn Việt Nam để đầu tư? Và một cái câu hỏi chung nhất của họ đó là sự ổn định chính trị của Việt Nam đã đưa tới việc quyết định của họ. Theo giới quan sát, Việt Nam có một cái lợi thế so với các quốc gia đang phát triển. Chính trị thượng tầng rất ổn định. Một cái vấn đề thứ hai, Việt Nam có rất nhiều những cái tiềm năng phát triển, tạo rất nhiều cơ hội. Một cái vấn đề thứ ba, nhân công Việt Nam giá rẻ. Tuy nhiên, theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, nhiều sự bất ổn trên thượng tầng chính trị Việt Nam. Và cuộc đua trong trận chung kết sẽ kéo dài trong một năm tới đây. Khi đó xảy ra trong năm tới, một cái câu hỏi đặt ra nhóm nào chiến thắng thì Việt Nam vẫn vậy. Nếu ông Tô Lâm thắng thì Việt Nam sẽ trở thành một cái nhà nước công an trị giống như nước Nga của Putin. Còn nếu Phạm Minh Chính chiến thắng thì Phạm Minh Chính vốn dĩ một tướng công an cũng sẽ siết chặt xã hội. Hiện nay tứ trụ đã có đủ, tuy nhiên trong đó có một vị trí được cho là đi lên không phải, mà được đồn lên hay gọi là cái sự may mắn, đó là ông Trần Thành Mẫn. Bộ máy tứ trụ Việt Nam hiện nay có 4 ghế, nhưng 3 ghế được xem là đang tranh giành một cái ghế duy nhất, đó là chiếc ghế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nếu ông Nguyễn Phú Trọng thua rồi. Tuy nhiên ông Nguyễn Phú Trọng dùng mọi cách để ngồi chiếc ghế Tổng Bí thư đến hết đời, trong khi ông Tô Lâm được đánh giá là cái ứng cử viên số 1 cho ghế Tổng Bí thư. Phạm Minh Chính cũng đang tìm mọi cách tranh đoạt ghế Tổng Bí thư để nắm cái vai trò bá chủ trong đảng. Do đó Trần Thành Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, vốn là cái người được cho là an phận thủ thường. Ông Trần Thành Mẫn là cái nhân vật trúng giải Đông Bắc, mặc dù ông ta không tranh giành. Như vậy, một cái câu hỏi đặt ra là với cái thế chân vạc giữa ba nhân vật Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay, ai là cái người đủ khả năng chú tới những cái thời khắc cuối cùng để nắm giữ chiếc ghế Tổng Bí thư? Theo giới phân tích, mỗi người đều có những cái lợi thế và bất lợi riêng. Thứ nhất, đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay có cái thế lực chính trị rất mạnh. Mặc dù trong thời gian vừa qua, ông Trọng đã gặp khủng hoảng nghiêm trọng vì lần lượt các cái đệ tử ruột đã bị Bộ trưởng Công an Tô Lâm loại khỏi vòng chiến. Thêm vào đó, nhờ cấp phó của ông Nguyễn Phú Trọng thay mặt Tổng Bí thư, điều hành Ban Bí thư và Trương Thị Mai cũng bị đánh rớt. Tuy nhiên, tại Hội nghị Trung ương 9, với một cái kinh nghiệm chính trị cáo già, ông Nguyễn Phú Trọng đã kịp thời phá lại những cái lỗ hổng do Tô Lâm đánh phá. Và trước khi Tô Lâm hạ bệ bà Trương Thị Mai, Ban Bí thư của ông Trọng có 5 viên Bộ Chính trị. Lập tức Nguyễn Phú Trọng đã ra cố đưa Ban Bí thư lên con số 8 viên Bộ Chính trị, chiếm phần nửa của Bộ Chính trị. Hiện nay, ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhanh chóng đưa Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ngồi thay ghế của bà Trương Thị Mai. Theo giới phân tích, đó là nước cờ gia cố vững chắc cho Ban Bí thư cũng như chiếc ghế quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và rất có thể sau khi bị Tô Lâm công phá, Ban Bí thư của Nguyễn Phú Trọng đã trở nên vững chắc hơn. Thế và lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng vững chắc hơn trước, và qua đó ông Trọng có thể củng cố vị trí cầm quyền của ông. Tuy nhiên, một cái điểm yếu duy nhất của ông Trọng hiện nay đó là vấn đề sức khỏe. Với một cái tình trạng sức khỏe như hiện tại, ông Nguyễn Phú Trọng họ có thể ngồi thêm một nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ tư. Mà nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư thì ông sẽ ngồi ghế trong thời gian bao lâu? Một cái vấn đề thứ hai liên quan tới Chủ tịch nước Tô Lâm và Hội nghị Trung ương 9. Ông Tô Lâm
tưởng chừng nắm chắc phần thắng với cái khả năng nắm hai chức vụ chủ tịch nước kiêm bộ trưởng bộ công an, nhưng cuối cùng tại kỳ họp quốc hội ngày 20 tháng 5, ông Tô Lâm đã bị lật kèo, mang cái kẻ chọc gậy bánh xe tỷ lật kèo Tô Lâm. Cùng ngày khác đó chính là Phạm Minh Chính, có cái người trước đó không lâu vẫn bắt tay với Tô Lâm để tấn công Vương Đình Huệ. Theo giới quan sát, sau cái cú lật kèo này, có vẻ sức mạnh của ông Tô Lâm đã mất sạch. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện nay, Bộ Chính trị vẫn chưa chọn được một cái tân Bộ trưởng Bộ Công an. Điều đó cho thấy thế mà lực Tô Lâm vẫn còn, trong khi có những cái tin tức cho rằng Bộ Chính trị đang lựa chọn một trong ba cái tên, đó là Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú và Nguyễn Văn Nên, trong đó Trần Cẩm Tú đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên hiện nay quốc hội họp nên không có bất kỳ một cái cuộc họp Bộ Chính trị hay Trung ương trong thời gian hiện nay, bởi hầu hết các ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương Đảng đa phần họ là các đại biểu quốc hội. Ngoài ra trong chương trình họp của quốc hội không có chương trình bầu chọn Bộ trưởng Bộ Công an, cho nên vị trí Bộ trưởng Bộ Công an đến nay vẫn chưa rõ sẽ rơi vào tay ai. Những điều vừa kể để thấy rằng người ta vẫn đang đấu đá nhau để dàn xếp, cho nên khó có thể kết luận ông Tô Lâm hoàn toàn thất bại, mà cần phải chờ tới khi có Bộ trưởng Bộ Công an được công bố thì mới có thể kết luận về thế và lực của Chủ tịch nước Tô Lâm. Một cái vấn đề thứ ba liên quan tới Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo giới quan sát, một cái cú ra đòn bất ngờ vào buổi chiều ngày 21 tháng 5 khiến cho quốc hội đã đưa vào chương trình nghị sự bổ sung về việc tước bỏ chức Bộ trưởng Bộ Công an của Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều đó cho thấy một cái khả năng toàn sát và một cái thời điểm tung đòn của Phạm Minh Chính không thể tốt hơn như thế. Ở khía cạnh này, đó là mưu mô của ông Tô Lâm không bằng Phạm Minh Chính. Do đó cho đến nay, một cái thế chân vạc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho thấy ông Phạm Minh Chính đang ở cái vị thế vững vàng nhất. Ông Trọng thì hạn chế về sức khỏe, trong khi Tô Lâm thì mới bị dính đòn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương nên khó có cái khả năng gượng dậy. Và nếu không có gì bất ngờ, một cái khả năng cao, ông Phạm Minh Chính sẽ tiếp tục trụ vững cho tới Đại hội 14. Tuy nhiên thưa quý vị, chính trường không có gì có thể khẳng định. Trong chính trị luôn luôn có những sự thay đổi, nó thuộc về quy luật của tự nhiên. Trong một cái bài bình luận, chính trường Việt Nam sẽ còn nhiều biến động ở trận chung kết tới đây. Theo giáo sư Nguyễn Văn Chữ từ Đại học Boston cho rằng nếu so sánh cuộc đua trên vị trí thượng tầng của chính trị Việt Nam hiện nay như một cái giải đấu bóng đá thì giải đấu đã qua vòng bán kết và đang dần đi vào trận chung kết. Theo giáo sư Nguyễn Văn Chữ cho rằng có bốn vấn đề cần phải quan sát chung kết, đó là ai sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an, các thành viên Bộ Chính trị được bổ sung sẽ thêm những ai, trong đó quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, và đừng quên ảnh hưởng của xung đột chính trị thượng tầng của Việt Nam đã tác động rất lớn tới nền kinh tế. Theo giáo sư Nguyễn Văn Chữ đã đưa ra những dự đoán cho rằng giải đấu sẽ kết thúc trong vòng một năm tới đây, trước khi kết thúc đại hội. Từ đây nền kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Trong một cái bài phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do đối với giáo sư Nguyễn Văn Chữ, Đài Á Châu Tự Do đã đưa ra một cái câu hỏi cho rằng nếu so sánh cuộc đua lên thượng đỉnh chính trị Việt Nam coi như một cái giải đấu giữa các cao thủ, thì sau khi ông Tô Lâm lên chủ tịch nước, giải đấu này đã qua trận bán kết hay chưa? Giáo sư Nguyễn Văn Chữ trả lời dứt khoát, đây là một trận chung kết. Giải thích lý do tại sao đây là một trận chung kết, theo giáo sư Nguyễn Văn Chữ, vấn đề chung kết thì chúng ta chưa đoán được bây giờ, bởi vì còn bốn vấn đề cần phải xoay quanh trận chung kết phải làm rõ. Vấn đề thứ nhất đó là ai là Bộ trưởng Bộ Công an.
Và nếu Bộ trưởng Bộ Công an là đàn em của ông Tô Lâm thì sao? Theo giáo sư Chữ, không có người cộng sản nào có thể trung thành với chủ, vì một cái cấu trúc thể chế chính trị Việt Nam hiện nay khiến cho người ta phải như thế. Và ít nhất trong cái khoảng thời gian nào đó thì những cái người đàn em vẫn phải trung thành với đàn anh. Nhưng đó là cái điều không thể kéo dài lâu. Như ông Phạm Minh Chính và ông Tô Lâm ban đầu đều là những cái đàn em của ông Ba Dũng, nhưng cuối cùng họ cũng trở cờ. Dù là người kế nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, đàn em của ông Tô Lâm, thì tới một cái mốc nào đó họ cũng phải như vậy thôi. Nếu tình thế bắt họ phải như vậy, bây giờ chúng ta không thể biết, nhưng nếu ông Tô Lâm nắm được Bộ Công an, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch nước, thì ông Tô Lâm sẽ dùng chính lời của ông Trọng, đó là trách nhiệm của người đứng đầu, để đẩy ông Trọng ra đi trước cuối năm 2024. Với lý do Tô Lâm không muốn tìm dài lắm mộng, mà nếu ông Trọng còn ở lại, thì ông Trọng không muốn giới thiệu ông Tô Lâm kế nhiệm chức vụ Tổng Bí thư. Chưa hết, theo giáo sư Chữ, ngoài ra ông Tô Lâm đã không thành công khi đề cử hai đàn em thân cận của mình vào Bộ Chính trị. Và Bộ Chính trị bây giờ không ít người không ưa thích ông Tô Lâm, bởi vì ông Tô Lâm đã triệt hạ quá nhiều người của họ. Thành ra nếu ông Tô Lâm còn kiểm soát được Bộ Công an, thì tiến độ của trận chung kết sẽ được đẩy mạnh. Tô Lâm sẽ đẩy Nguyễn Phú Trọng ra đi trước năm 2026, là năm tổ chức Đại hội 14, còn ngược lại ông Tô Lâm sẽ bị gạt ra. Theo đó, cách phục ông Tô Lâm hiện nay, nếu không lên được nữa thì ông Tô Lâm cũng không thể tồn tại hay sống sót, vì ông đã có quá nhiều kẻ thù. Riêng các vụ án cũ ông Tô Lâm sẽ bị bới ra, đặc biệt công ty Xuân Cầu của gia đình ông Tô Lâm cũng đủ sức về những người khác đẩy ông Tô Lâm xuống vực. Một cái vấn đề thứ hai đó là trong kỳ bầu cử bổ sung các ủy viên Bộ Chính trị, ông Trọng đã lấy thêm 4 người, đó là Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Văn Chiến, Bùi Thị Minh Hoài. Thì hai người Lê Minh Hưng và Nguyễn Trọng Nghĩa rõ ràng là của ông Trọng, trong khi các nhân vật Đỗ Văn Chiến, Bùi Thị Minh Hoài thì được đánh giá là hai người trung dung, trong khi người quân đội được tặng thêm để cân bằng quyền lực của Bộ Công an. Thành ra nếu đưa ra biểu quyết thì chắc chắn Tô Lâm sẽ thua, cho nên một trong hai con hổ sẽ phải ra đi. Liên quan tới ông Phạm Minh Chính, theo giáo sư Chữ, chỉ còn ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính có đủ điều kiện để kế nhiệm vị trí Tổng Bí thư từ ông Trọng theo quy định của điều lệ đảng, và nếu ông Tô Lâm ra đi thì ông Phạm Minh Chính sẽ thừa hưởng hết. Minh Chính là người rất tâm cơ, chính rất là giỏi chuyện này, Vương Đình Huệ hay làm tình, và cuối cùng vẫn bị kẹt. Nhưng Phạm Minh Chính thì khác, khi mọi người đang đánh nhau thì dường như Phạm Minh Chính đứng yên. Và nếu phải lo thì ông Tô Lâm phải lo đối với Phạm Minh Chính, chứ không phải Phạm Minh Chính phải lo với Tô Lâm. Và nếu bây giờ Tô Lâm ra đi thì Phạm Minh Chính là cái nhân vật có lợi nhất. Chính ông Phạm Minh Chính là người quyết định cho Trần Quốc Tỏ nắm quyền điều hành Bộ Công an. Hơn nữa, Trần Quốc Tỏ được cho là một cái nhân vật kìm hãm quyền lực của ông Tô Lâm tại Bộ Công an, mà Nguyễn Phú Trọng có ý đồ như vừa kể. Do đó, vấn đề tiếp theo đó là ai sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, vấn đề quan hệ đối ngoại của Việt Nam hiện nay không thể bỏ qua. Đó là vai trò của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Họ có muốn can thiệp vào chính trị Việt Nam hay không? Theo giáo sư Nguyễn Văn Trí, Trung Quốc không quan tâm tới chính trị Việt Nam, bởi vì ông nào thắng cũng không bỏ được Trung Quốc. Còn nước Mỹ, theo giáo sư Trí, tôi không biết Mỹ có can dự hay không, bởi vì Mỹ đã chơi Trung Quốc hai đòn rồi. Cách đây mấy năm, một cái lãnh đạo tình báo của Hoa Kỳ đi thăm Trung Quốc về, rồi sau đó bất ngờ công bố cái kết quả tất cả các vị trí phòng thủ tên lửa và nguyên tử của Trung Quốc. Lập tức sau đó, Tập Cận Bình đã mắc mưu và thành trình hết hàng loạt các lãnh đạo quân đội trong lĩnh vực tình báo và tên lửa.
Sau khi Tập Cận Bình làm như vậy, thì Mỹ tuyên bố các chân rết tình báo của Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã bị thiệt hại rất nhiều. Đôi cách đây hơn một năm, Giám đốc CIA, cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ, ông William Burns, đi thăm Trung Quốc rồi trở về cũng đưa ra những tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã tái lập được một cái mạng lưới tình báo của họ tại Trung Quốc như trước đây. Và lập tức Trung Quốc cũng đã chặn không biết bao nhiêu những tướng lĩnh của họ, kể cả Ngoại trưởng Trần Cương, một cái nhân vật thân cận với Tập Cận Bình cũng bị mất chức. Đó là lý do người ta không hiểu người Mỹ đang tính toán gì đối với chính trị Việt Nam. Trong quá khứ ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ, thì Tô Lâm cũng qua trước đó vài tháng để lo lắng an ninh cho chuyến thăm của ông Trọng. Trong khi Trung Quốc làm cái đối thủ chính, thì Mỹ rất cần phải quan tâm, bởi vì bàn cờ của Mỹ hiện nay đang chơi rất lớn, trải dài từ châu Âu qua Trung Đông tới châu Á Thái Bình Dương. Trong khi đó, Việt Nam có một cái tầm mức quan trọng tới đâu để họ phải quan tâm như vậy? Theo giáo sư Nguyễn Văn Chứ, ở Việt Nam ai thắng thì họ cũng không bỏ Hoa Kỳ. Một cái điểm đáng chú ý, theo giáo sư Nguyễn Văn Chứ đưa ra một cái lý luận gọi là chính sách ngoại giao trực tham vấn, có nghĩa là ngoại giao theo cách trao đổi quyền lợi qua từng giai đoạn của người Mỹ. Khi người Mỹ cần gì ở đâu họ sẽ đến, giống như đánh trận. Trước đây ở Việt Nam người ta sử dụng cái chính sách dùng trực thăng đổ quân, đánh xong rút về. Ngoại giao trực thăng vẫn có nghĩa là Hoa Kỳ cần chỗ nào thì họ tới đó, họ sẽ về vuốt, sẽ thúc đẩy, nhưng xong việc thì họ lại rút lui đi chỗ khác, chứ không có một chiến lược trường kỳ không nhất quán như Trung Quốc. Và khác với Hoa Kỳ, Trung Quốc luôn đeo bám Việt Nam cái dài hạn. Bắc Kinh luôn cài người vào đó, họ rỉ tai, họ thắt chặt từ rất lâu. Đó là lý do Hồ Chí Minh đã từng nói lợi ích trăm năm thì trồng người, đó chính là cái điều ông Hồ Chí Minh học từ Trung Quốc. Còn Hoa Kỳ thì ngược lại, họ cần gì thì họ mua, cần gì thì họ trao đổi trong giai đoạn nhất định, xong thì thôi. Và cách ngoại giao của người Mỹ mà người ta gọi là chính sách ngoại giao trực thăng vận, nó không phù hợp với Á Châu. Ở Á Châu muốn làm gì thì phải gặp người đó, xây dựng quan hệ rồi mới nói chuyện công tác. Nhưng người Mỹ thì với cái sách ngoại giao bỏ tiền ra mua, họ mua 5 đồng không được thì họ trả 10 đồng. Đó là cách ngoại giao helicopter, tức trực thăng vận. Kiểu gì người Mỹ cần thì mua bằng mọi giá, mua xong thì bỏ. Cái đó không phù hợp với châu Á, và người Mỹ bị thua nhiều lần trên nhiều địa bàn trên thế giới vì một cái chính sách ngoại giao sai lầm như vậy. Và thưa quý vị, những phân tích vừa kể hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có những cái nhìn nhận toàn cảnh chính trị Việt Nam hôm nay và rút ra được những cái bài học. Từ quý vị, liên tục chương trình vẫn với các cái hình thức liên quan tới chính trường Việt Nam. Và như quý vị đã biết, trong hai ngày vừa qua, có những tin tức cho rằng ông Lê Thanh Hải đã bị khởi tố bắt giam ngày 23 tháng 5. Trên kênh KTV có nhiều ý kiến cho rằng Việt Thanh không theo kịp thời cuộc, không cập nhật những tin tức vừa kể. Thưa quý vị, theo chúng tôi đó là tin không khả tín. Bởi nếu quý vị biết rằng mới đây, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quyết định cách tất cả các chức vụ của ông Lê Thanh Hải là theo quy định. Việc khởi tố bắt giam đối với các đảng viên, một cái điều kiện tiên quyết đó là phải khai trừ đảng. Theo BBC, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy ông Lê Thanh Hải chưa tới mức phải khởi tố. Ngoài ra còn có những ý kiến cho rằng ông Lê Thanh Hải nắm bắt được những cái bí mật riêng của Tổng Bí thư Trọng. Đó là lý do vì sao ông Lê Thanh Hải trở thành một cái nhân vật được cho là bất khả xâm phạm. Theo chúng tôi, nếu ông Tô Lâm chỉ đạo các cái đàn em ở Bộ Công an bắt ông Lê Thanh Hải, thì điều đó chứng tỏ ông Tô Lâm vẫn có thực quyền tại Bộ Công an.
và đó có thể làm cái hành vi dằn mặt đối với Tổng Bí thư. Nói những cái điều vừa kể thì quý vị thấy rằng tin đồn bắt đầu đây ra nhà thực ra nó chỉ là cái phép thử quyền lực của ông Tô Lâm mà thôi. Trong khi đó, với cái nguồn tin liên quan, trong khi đó qua đúc kết, chúng tôi thấy rằng cái nguồn tin cung cấp những cái tin này không đáng tin. Theo đó, trên mạng xã hội đã chia sẻ các tin tức cho rằng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam với ông Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị các khóa 10-11, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tin còn cho biết ông Lê Thanh Hải đang bị tạm giam tại trại tạm giam tỉnh Bắc Ninh và khẳng định đây là cơ sở ép cung của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm. Theo đó, Lê Thanh Hải bị bắt để điều tra về các hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, ông Lê Thanh Hải các tội rửa tiền, chuyển cái dòng tiền ra nước ngoài gây thất thoát cho nhà nước 50 tỷ đô la, công tác với gián điệp Trung Quốc để phá nát nền kinh tế Việt Nam trong suốt 15 năm qua. Bản tin còn nêu rõ những cái con số cụ thể, đó là theo quyết định khởi tố bị can số N011C03 ngày 23 tháng 5 và lệnh bắt tạm giam số 852C03 ngày 23 tháng 5 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Thưa quý vị, riêng về chi tiết này liên quan tới các nhân vật lãnh đạo cấp cao với tội danh liên quan tới lạm dụng quyền lực hay hoạt động gián điệp thì chắc chắn phải do Cơ quan An ninh điều tra chứ không phải là Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thực hiện. Chỉ một cái chi tiết như thế có thể suy ra tin vừa kể không khả tín. Ngoài ra, bản tin còn cho hay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 tạm giữ hình sự đối với bà Trương Thị Hiền và ông Lê Thanh Hải. Rồi bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước đã dùng máu để viết tân thư trên tờ bằng khen 60 năm tù đảng gửi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tuyên bố hỏa tiêu tại Lăng Ba Đình. Thưa quý vị, những cái thông tin đó không thể tin, đặc biệt trong một cái thể chế chính trị độc đảng không ai, đặc biệt là các cái đảng viên lãnh đạo có thể có những cái suy nghĩ thiếu thuyết phục như vậy. Ngoài ra, có các tin tức gần đây mà nguồn tin đưa ra cho biết tấm ông Nguyễn Xuân Phúc xuất hiện tại các sự kiện quan trọng. Theo đó, sau khi Nguyễn Xuân Phúc được bị nghỉ hưu vì những cái vi phạm khuyết điểm gây dư luận xấu ảnh hưởng tới uy tín của đảng và nhà nước, thay vì ở ẩn và sám hối về những cái việc làm sai trái của bản thân do vợ cùng con gái của Nguyễn Xuân Phúc gây ra. Trong thời gian vừa qua, Nguyễn Xuân Phúc đã xuất hiện khắp nơi tham gia tất cả các sự kiện do đảng và nhà nước tổ chức. Hầu như tất cả các lễ meeting, hội thảo, biến lăng đều có mặt của Nguyễn Xuân Phúc, và Nguyễn Xuân Phúc luôn luôn xếp những cái thứ tự hàng đầu. Theo đó, Nguyễn Xuân Phúc muốn xuất hiện trong các cái buổi lễ của các cựu lãnh đạo nhằm thanh minh rằng ông bị oan. Nguồn tin cho biết sự xuất hiện bất thường có mục đích của Nguyễn Xuân Phúc đã đến tài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã gọi ông Lê Minh Hưng vào viện 108 và đề nghị ông Lê Minh Hưng chuyển công văn cho các cơ quan yêu cầu sau ngày 15 tháng 4 năm 2024 hạn chế mời Nguyễn Xuân Phúc tham gia các sự kiện, cấm tiếp các đoàn khách quốc tế, cấm các hoạt động tham mưu cố vấn. Thay vì thực hiện mệnh lệnh của Lê Minh Hưng, lại giao cho ông Đào Đức Toàn, trợ lý Tổng Bí thư, gọi điện ông Nguyễn Xuân Phúc để nhắc nhở. Và thưa quý vị, rõ ràng những tin tức vừa kể hoàn toàn không khả tín. Và rõ ràng trong thời gian gần đây, Nguyễn Xuân Phúc vẫn liên tục xuất hiện trước Hội nghị Trung ương 9 hay kỳ họp của Quốc hội vừa qua. Đó là những dẫn chứng để chúng tôi nói với quý vị rằng những cái nguồn tin không khả tín. Ngoài ra, theo quý vị, trên mạng xã hội người ta chia sẻ các cái thông tin cho rằng Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm trước khi bước sang
giữ chức vụ chủ tịch nước đã có công văn tuyệt mật gửi Bộ Chính trị đề xuất cho Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lương Tam Quang kế vị chức Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc về làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Trong văn bản đó, ông Tô Lâm cam kết người kế nhiệm sẽ tiếp tục triển khai công cuộc đốt lò để thành lập bộ máy tinh gọn, quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng. Đồng thời, ông Tô Lâm cam kết xử nghiêm các tập đoàn có nhiều sai phạm, đó là Vingroup, Phạm Việt Vượng, Sun Group và Lê Viết Làm, Bắc Trung Nam của Nguyễn Tâm Thịnh, Phương Trang Group của Đoàn Phương Trang, vân vân và vân vân, kể cả tập đoàn IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngoài ra, những tin đồn đoán còn cho rằng tân Bộ trưởng Bộ Công an tương lai Thượng tướng Lương Tam Quang với các cáo buộc đứng sau vụ giết chết cụ Lê Đình Kình trong vụ án Đồng Tâm năm 2020. Theo đó, Lương Tam Quang đã bàn bạc với cựu chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung tiêu diệt gia đình ông Lê Đình Kình và toàn bộ gia tộc họ Lê Đình. Đó là những tin tức do con trai cả Nguyễn Đức Trung hiện đang sống tại Australia tiết lộ. Theo những tin đồn đoán, khẳng định Thượng tướng Lương Tam Quang không có năng lực nhưng rất nhiều tiền, quá trình công tác không cống hiến, không có công trạng cho Bộ Công an hay đất nước, nhưng lại được Bộ trưởng Công an Tô Lâm tin tưởng giao chức Bộ trưởng Bộ Công an một cái vị trí béo bở. Theo những nguồn tin đáng tin cậy từ gia đình ông Trần Quốc Tỏ, em trai của ông Trần Đại Quang, ông Trần Đại Quang đã biếu nhiều triệu đô la cho vợ thứ hai của ông Tô Lâm, đó là bà Ngô Phương Ly, một cái người chuyên sưu tầm tranh cổ Đông Dương, trong đó có những cái tác phẩm của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái, Nguyễn Gia Trí có giá trị lên tới hàng triệu đô la cho bốn bức. Chưa hết, những tin đồn đoán còn cho rằng nhân vật đứng sau Thượng tướng Lương Tam Quang đó là Thượng tá Nguyễn Phương, hay còn gọi là Nguyễn Minh Phương, một người nổi tiếng với một chân ngôn sống nhấn một chút sóng yên gió lặng vì một bước biển rộng trời cao. Theo đó, Nguyễn Minh Phương nghề chính là buôn đá quý, nhận chuyển tiền vàng ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam. Đây là một nhân vật có vai trò lớn trong việc bảo kê cho nhóm đánh bại trực tuyến, cấu kết với nhóm thi hành án để chiếm đoạt tài sản của các nhân vật đứng đầu vụ án vừa kể. Công ty xây dựng trái phép phải nộp tù bằng hình thức bán rẻ các căn hộ chung cư biệt thự đất nền với giá trình 1:1.000. Đây là một hình thức ăn chặn trắng trợn. Theo đó, Nguyễn Minh Phương vốn xuất thân từ những cán bộ công an quen, nhân viên cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Vậy mà trong 15 năm, Nguyễn Minh Phương có gần 2.000 tỷ, 15 căn hộ cho thuê, 2 khách sạn, 3 biệt thự, 5 xe ô tô loại sang. Một cái câu hỏi đặt ra, tiền từ đâu ra? Và người ta nghi ngại, nếu ông Lương Tam Quang trở thành Bộ trưởng Bộ Công an thì Phương sẽ giàu tới cỡ nào? Còn có những cái tin tức cho rằng trong cặp hồ sơ của Phương khi công tác với tướng Lương Tam Quang chỉ có bao cao su và thuốc kích dục, trong cặp không có tài liệu gì vì Nguyễn Minh Phương không có kiến thức, bằng cấp đều là bằng cấp giả và mua lại. Chúng tôi liệt kê những cái câu chuyện vừa kể để quý vị thấy rằng những cái thông tin đó không đáng tin mà mang đậm huyết âm mưu. Do tại sao KTV không tìm vào cái tin tức cho rằng ông Lê Thanh Hải đã bị bắt giữ, mà KTV cho rằng tin đồn bắt Lê Thanh Hải đó chỉ là cái phép thử quyền lực của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đối với Tổng Bí thư mà thôi. Nhiều quý vị đã biết Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 có thể được coi là một cái phút ngoặt trong sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm, đương kim Chủ tịch nước và cựu Bộ trưởng Bộ Công an. Việc ông Tô Lâm đã bị đa số các lãnh đạo cấp cao trong nội bộ đảng ép vào chiếc ghế chủ tịch nước, một cái vị trí trong tứ trụ song nặng về lễ nghi nhưng ít quyền lực, dẫu rằng ông Tô Lâm bị bắt buộc phải ngồi vào một trong hai chiếc ghế tứ trụ còn lại, đó là ghế chủ tịch quốc hội hay ghế chủ tịch nước, làm cái điều bắt buộc nếu ông Tô Lâm muốn tiếp tục
có tên trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ khai mạc vào năm 2026. Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc ông Tô Lâm ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước với những cái dấu hiệu bất bình thường trong việc Quốc hội đề cử phê chuẩn, đó là những bằng chứng cho thấy sự phản đối trong nội bộ các cái phe phái của Đảng, nghĩa là ông Tô Lâm đang bị Tổng Bí thư Trọng và các cái đối thủ trong Đảng bằng mọi cách loại khỏi cuộc đua. Việc Quốc hội và các cái cấp có thẩm quyền cuối cùng đã sử dụng một cái biện pháp mạnh vào phút thứ 89, từ chối để ông Tô Lâm đồng thời giữ cả hai chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và chức chủ tịch nước đã cho thấy, cũng như việc Ban Chấp hành Trung ương đã không phê chuẩn hai nhân vật thân cận của ông Tô Lâm, hay Thiếu tướng Thứ trưởng Bộ Công an, hay Ủy viên Trung ương Đảng, đó là Đường Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, kế nhiệm chức ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Và có những cái đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Duy Ngọc sẽ giữ chức vụ Tránh Văn phòng Trung ương. Trên thực tế, điều đó đã không xảy ra. Theo BBC đã đưa ra, theo BBC, một số nhà quan sát đã nói với BBC rằng trở thành chủ tịch nước là bàn đạp để ông Tô Lâm có thể củng cố quyền lực và từ đó tiến tới chiếc ghế Tổng Bí thư trong tương lai. Một khi ông Tô Lâm đã có trong tứ trụ, thì ông ấy có thể có cái suất đặc biệt tại Đại hội 14 tới đây để kéo dài sự nghiệp chính trị khi ông đã quá tuổi 65. Và tương tự, giáo sư Zachary Abuja đã đưa ra một cái bình luận cho rằng việc giữ chức chủ tịch nước không ngăn cản việc ông Tô Lâm sẽ trở thành ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư. Và nếu ai đó đang cố gắng có được các vị trí cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của họ cũng giống như ở Trung Quốc, thì người đó không ai khác, đó là Bộ trưởng Tô Lâm. Những phân tích vừa kể rõ ràng cho thấy cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm vẫn có cái vị thế không hề nhỏ cho chiếc ghế Tổng Bí thư trong thời gian tới đây. Vậy lấy gì để đánh giá sức mạnh quyền lực của tân chủ tịch nước ông Tô Lâm? Và để trả lời câu hỏi vừa kể, trước hết chúng ta phải trả lời một cái câu hỏi: tại sao gần đây trên mạng xã hội có những cái đồn đoán cho rằng Bộ Công an ngày 23 tháng 5 vừa khởi tố đối với ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi trước đó tại hội nghị Trung ương 9 khóa 13 ngày 16 tháng 5, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Lê Thanh Hải? Theo BBC đã đưa ra một phân tích đáng chú ý, đó là theo khoản 9 điều 2 quy định 69 quyết định Trung ương năm 2022 quy định về việc nguyên tắc xử lý kỷ luật đảng viên, và nếu đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng thì vi phạm pháp luật liên quan tới cái mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Vẫn theo BBC, do đó việc ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức mà không bị khai trừ Đảng thì có thể hiểu rằng Đảng đã đánh giá những sai phạm của ông Lê Thanh Hải không tới mức xử lý hình sự. Có nhiều ý kiến cho rằng lâu nay ông Lê Thanh Hải được mệnh danh làm cái nhân vật bất khả xâm phạm, và được những cái đồn đoán trên mạng xã hội cho rằng nhờ ông Lê Thanh Hải có nhiều khóa đảng viên Trung ương cũng như ủy viên Bộ Chính trị, ông Hải đã nắm thóp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng cùng với cựu chủ tịch Hà Nội là ông Hoàng Văn Viên đã chính líu tới những tin cáo buộc cho rằng nhận hối lộ của tập đoàn Sipucha của Indonesia, mỗi người 1 triệu đô la và 2 căn biệt thự ở khu đô thị Nam Thăng Long. Đó là lý do tại sao ai quyết định bắt ông Lê Thanh Hải sẽ làm cái phép thử về mặt quyền lực đối với chủ tịch nước Tô Lâm hiện nay. Có hai phương án. Phương án thứ nhất, nếu người ra lệnh bắt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đó có thể được coi là cái hành động duyệt khẩu để chấm dứt những cái tin đồn bất lợi cho Tổng Bí thư. Sau, công luận nghiêng về một cái giả thiết cho rằng nếu đó là do Bộ trưởng Công an Tô Lâm chỉ đạo các cái đàn em của ông ở Bộ Công an thực hiện lệnh bắt với Lê Thanh Hải, thì điều đó chứng tỏ ông Tô Lâm vẫn còn thực quyền tại Bộ Công an, và chuyện bắt Lê Thanh Hải có thể được coi là một cái hành vi dằn mặt đe dọa trực tiếp tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
vì những cái lời khai của Lê Thanh Hải theo đó rất có giá trị trong hồ sơ của vụ án. Những cái điều vừa kể thì quý vị thấy rằng theo KTV, trận chiến vương quyền trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa thể kết thúc mà còn có thể kéo dài tới Đại hội 14. Và thưa quý vị, vẫn liên quan tới chính trị Việt Nam, theo giới phân tích, chính trị vùng miền Việt Nam còn đấu đá dài dài cho tới Đại hội Đảng 14. Theo đó, dù vừa điền quyết hai ghế trống trong tứ trụ, đó là ghế Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, song giới phân tích vẫn khẳng định rằng đấu đá chính trị Việt Nam chưa chấm dứt mà nó còn tiếp diễn tới ngày Đại hội Đảng 14 đầu năm 2026. Trong khi đó, có những cái đồn đoán cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang mở đường để đưa các nhân vật thân cận như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai trở lại công tác bình thường. Nhưng vừa kể sự thật thay tin đồn, trên mạng xã hội có những ý kiến cho rằng phải chăng cấp phó thẩm quyền đang giải cứu cho những nhân vật thân cận của Tổng Bí thư, đó là Thưởng, Huệ, Mai. Theo đó họ sẽ khép lại hồ sơ tham nhũng của các nhân vật vừa kể để cho họ trở lại công tác bình thường. Theo giới quan sát, ngay lập tức sau khi ông Tô Lâm không còn quyền lực ở Bộ Công an và Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ được giao nhiệm vụ điều hành Bộ Công an, từ ngày đầu tiên 23 tháng 5, Bộ Công an đã có những cái động thái bảo vệ cho sự công minh và nhóm lợi ích của quân đội. Chưa hết, trong ngày 23 tháng 5, Dân Việt trong cái bản tin với tựa đề đại biểu Phạm Văn Hòa đưa ra một cái phát biểu cho rằng củi đưa vào lò hiện nay toàn là cái loại gỗ quý hiếm. Theo đó, tại kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội Đồng Tháp ông Phạm Văn Hòa đã đưa ra một cái ý kiến tại nghị trường khi cho rằng những cái vụ sai phạm trước đây cũng do cơ chế chính sách, do đó đảng và nhà nước nên có những cái quy định để cho các cái lãnh đạo đã đúng chàng được cơ hội ăn năn hối cải. Trong một bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm nay đã tuổi 80, ông Nguyễn Phú Trọng đang ngồi ở một cái nhiệm kỳ thứ 3 chưa từng có trong tiền lệ. Trong khi đó, ông Trọng ở một cái tình trạng sức khỏe được cho là suy kém, dẫn đến nhiều phân tích cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ về vườn kỳ nhiệm khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội 13. Theo quy định, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm cái nhân vật đi lên từ tứ trụ và phải có mặt đủ hai nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị bên cạnh những cái quy định về tuổi tác. Tuy nhiên, trong cái cuộc tranh giành quyền lực hiện nay, nội bộ đảng không thỏa hiệp được, đã xảy ra các ngoại lệ về tuổi tác và nhiệm kỳ để những nhân vật như ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc còn được tín nhiệm ở lại trong cái gọi là trường hợp ngoại lệ, thay vì họ phải về vườn theo điều lệ đảng. Trong một bài phân tích trên tạp chí do Viện Nghiên cứu Chính trị Đông Nam Á IC có trụ sở tại Singapore, tác giả Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, đã cho rằng cả ba người có nhiều triển vọng nhất hiện nay để thay thế cho Nguyễn Phú Trọng. Tại Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây, những cái nhân vật vừa kể đều có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Một cái nhân vật đầu tiên đó là Trần Thanh Mẫn mới được đun lên ghế Chủ tịch Quốc hội. Trần Thanh Mẫn là một cái nhân vật trẻ tuổi nhất, mới ở tuổi 60, đi lên từ chức vụ lãnh đạo ở tỉnh Cần Thơ. Đây là cái điều may mắn cho ông Trần Thanh Mẫn khi ông Vương Đình Huệ bị đẩy xuống. Người ta mới thấy ông Trần Thanh Mẫn có cơ hội và đưa ông lấp vào chỗ trống. Tuy nhiên từ trước tới nay chưa có một cái người gốc Nam Bộ nào được ngồi vào ghế Tổng Bí thư mà bắt buộc phải là người Bắc có lý luận. Cùng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ tướng, một cái nhân vật gốc cả màu muốn tranh ghế Tổng Bí thư với ông Nguyễn Phú Trọng trước Đại hội 12 năm 2016 đã bị thua cay sau những cái màn đấu đá kịch liệt. Ngoài ra, ông Trọng còn mưu xấu, Nguyễn Tấn Dũng có nhiều tội lỗi, cả gia đình con cái. Trong khi đó, Phạm Minh Chính, một nhân vật thứ hai,
làm cái ứng viên đang cố tạo nên tên tuổi vây cánh để hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chọn lựa ông chính. Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng với cái gốc công an và những cái điều tài tiếng tham nhũng, vì ông Phạm Minh Chính có những cái sự dính líu sâu xa trên mức tình cảm đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, IC qua những cái vụ thông thầu ở Quảng Ninh. Và nếu ông Phạm Minh Chính bị địch thù sử dụng chuyện vừa kể làm cái cớ để ám hại thì khó lòng cho Phạm Minh Chính, trừ khi Phạm Minh Chính tạo ra những vây cánh thật mạnh. Do người mà lâu nay dư luận vẫn cho rằng có nhiều triển vọng nhất để thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một cái nhân vật mới nhậm chức tân Chủ tịch nước từ ngày 22 tháng 5, sau 10 năm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, ông Tô Lâm cũng có rất nhiều những cái tài tiếng, đặc biệt những cái tài tiếng về quốc tế, thì ông cầm đầu một cái nhóm lãnh đạo và đặc vụ của công an bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại trung tâm thủ đô Berlin tháng 7 năm 2017. Sau đó, ông Tô Lâm còn dính vào cái scandal thịt bò rát vàng ở thủ đô London, trong khi người dân Việt Nam đang đối phó với đại dịch Covid-19. Giới phân tích quốc tế, nếu người kế nhiệm Bộ trưởng Công an Tô Lâm, nếu người kế nhiệm cho Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an phải là người cùng phe cánh Thứ trưởng Lương Tam Quang hay Nguyễn Duy Ngọc, và một trong những cái người này phải được đưa vào Bộ Chính trị, thì ông Tô Lâm mới có khả năng thêm vây cánh và một cái khả năng cao hơn để giúp cho ông Tô Lâm leo lên chiếc ghế Tổng Bí thư. Tuy nhiên, sau hội nghị Trung ương 9 đã không xảy ra. Thêm nữa, các cái nhận định của giới phân tích quốc tế cho rằng các cái trong vụ trong đạt, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng đã ngần ngại khi quyết định đưa ông Tô Lâm lên chiếc ghế Tổng Bí thư, vì ông Tô Lâm có thể dựa vào thế công an biến Việt Nam trở thành một quốc gia công an trị, và điều đó sẽ ảnh hưởng tới triển vọng kinh tế của Việt Nam. Nguy hiểm hơn, nó có thể đe dọa sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và lại từ trước tới nay chưa có một tay gốc công an nào trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi gốc quân đội thì có, như trường hợp ông Lê Khả Phiêu là một cái ví dụ. Mấy tuần trước đây, đại tướng quân đội ông Lương Cường, một cái người quê ở Phú Thọ, 67 tuổi, đã được cất nhắc vào ghế thường trực Ban Bí thư thay cho bà Trương Thị Mai. Một người bị ép thôi trước với những cái tài tiếng tham nhũng nhiều năm trước đây, ông Lương Cường ít hy vọng chiếm ghế Tổng Bí thư, nhưng không thể loại trừ một cái trường hợp ngựa về ngược. Dù ông Lương Cường mới trúng vào ủy viên Bộ Chính trị từ năm 2021 sau đại 13, và các cái cuộc tranh giành vây cánh vì các người chạy đua thay cho Nguyễn Phú Trọng hiện nay vào chiếc ghế Tổng Bí thư Đại hội 14 chưa có con ngựa nào có dấu hiệu nắm chắc phần thắng, cho nên không thể loại trừ cả khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục ngồi lì ở lại trong cái nhiệm kỳ Tổng Bí thư lần thứ tư. Trở lại những cái đồn đoán cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phe cánh đang có những cái nỗ lực để mở đường cho các cái nhân vật Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai trở lại công tác như bình thường. Những cái tin đồn vừa kể có cơ sở hay không? Như quý vị đã biết thì trong hơn 3 năm đầu của Đại hội 13, công cuộc đốt lò của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiêu rụi hơn 20 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 6 ủy viên Bộ Chính trị. Hơn thế nữa, trong số các ủy viên Bộ Chính trị phải ra đi, có tới 4 trên 5 lãnh đạo cấp cao nhất, bao gồm 2 chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, 1 chủ tịch Quốc hội là Vương Đình Huệ, ông Phạm Bình Minh, và một trường hợp nhân vật thường trực Ban Bí thư hay còn gọi là Phó Tổng Bí thư Trương Thị Mai. Kết quả trên chắc chắn là kết quả của công tác phòng chống tham nhũng không hiệu quả, hay có thể nói đã thất bại. Đặc biệt công tác nhân sự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy ông Trọng đã chọn lựa quá nhiều các nhân vật đã nhúng chạm trước đó vào bộ máy lãnh đạo cấp cao. Trong vai trò của Bộ trưởng Bộ Công an,
kiêm phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tiêu cực trung ương, trên tinh thần chống tham nhũng không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, theo chỉ đạo Tổng Bí thư. Bộ trưởng Công an Tô Lâm rõ ràng đã làm đúng chức năng của ông ta theo quy định của Đảng cũng như pháp luật của nhà nước hiện hành. Tuy nhiên, việc Bộ Công an đã khởi tố bắt giam hàng loạt các lãnh đạo cấp cao ở trung ương cũng như các bí thư chủ tịch các tỉnh, đó là những cái điều mà công luận cho rằng không hiểu cơ quan điều tra của Bộ Công an, họ vô tình hay hiểu ý mà một số không nhỏ các quan chức vừa kể, đa phần là những người thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với những hồ sơ tham nhũng được đánh giá vô cùng khủng khiếp. Đó là lý do tại sao theo giới quan sát đang có những sự phẫn nộ oán hận mỹ trong nội bộ lãnh đạo cấp cao về vai trò của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong các vụ việc mang tính triệt hạ với mưu đồ cá nhân của ông ta. Theo đó, trước những dấu hiệu đã cho thấy là số các lãnh đạo trọng mặt chấp hành trung ương và Bộ Chính trị đã không hài lòng với cách làm của ông Tô Lâm. Thông qua việc lạm dụng, việc chống tham nhũng, ông Tô Lâm và Bộ Công an đã hạ bệ hàng loạt các đối thủ của mình một cách có tính toán, với mục tiêu loại bỏ các ứng viên sáng giá vào chiếc ghế Tổng Bí thư. Và đây là một cái điều khiến cho ông Tô Lâm trở thành một cái nhân vật đầy quyền uy nhưng không có đồng minh trong Đảng. Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa 13, đa số các thành viên trong Bộ Chính trị còn sống sót thông qua một cái nghị quyết ép ông Tô Lâm trở thành ứng viên cho chiếc ghế chủ tịch nước, với mục đích đẩy ông Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an, một cái chiếc ghế đầy quyền lực bậc nhất hiện nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phe cánh cũng như đa số các đồng viên Bộ Chính trị cũng như Ban Chấp hành Trung ương đã nhanh chóng vô hiệu hóa quyền lực và đẩy ông Tô Lâm vào cái ngõ cụt, trong khi ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nước, một chiếc ghế có tiếng nhưng hầu như ít quyền lực. Ngay lập tức, theo giới quan sát, sau khi ông Tô Lâm không còn thực quyền ở Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an ông Trần Quốc Tỏ được giao nhiệm vụ điều hành Bộ Công an theo chỉ định của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Và ngay từ ngày đầu tiên, Bộ Công an đã có những cái động thái bảo vệ cho đại gia Dương Công Minh và nhóm lợi ích của quân đội thông qua việc truy cứu trách nhiệm đối với một cái nhân vật trước đó đã tố cáo Dương Công Minh đã rửa tiền cho Trương Mỹ Lan. Chưa hết, mới nhất ngày 23 tháng 5, báo Dân Việt trong cái bản tin cho biết đại biểu Phạm Văn Hòa đoàn Đồng Tháp đã báo cáo trước Quốc hội rằng củi đưa vào lò hiện nay toàn là những cái loại gỗ quý hiếm. Theo đó, tại kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa 15, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng những sai phạm trước đây nó là do cơ chế chính sách, vì thế lãnh đạo Đảng và nhà nước nên có những cái quy định để cho những người lỡ nhũng tràn được ăn năn hối cải. Đồng thời, đại biểu Phạm Văn Hòa còn đề nghị cán bộ đã có những cái việc làm không đúng pháp luật, thu lợi bất chính từ tham nhũng, từ tiêu cực, họ đã tự giác khai báo và hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt bất hợp pháp cho nhà nước. Theo đó, những cái người này sẽ được bảo vệ bí mật và được khép hồ sơ tham nhũng từ năm 2023 trở về trước và cho hoạt động công tác bình thường trở lại. Vẫn theo đại biểu Quốc hội Hòa cho hay, nếu nhân vật vừa kể chắc chắn họ sẽ khắc phục các cái khuyết điểm trong quá khứ và sẽ là những cái người tốt, tiếp tục tham gia lãnh đạo theo phân công của Đảng, làm cái lợi thế. Công luận thấy rằng những cái điều đề nghị vô lý như vừa kể thực ra không có cái vấn đề gì là mới cả, mà ông Phạm Văn Hòa chỉ nói theo một cái ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây đã từng kết luận rằng cán bộ nào có những sai phạm tham nhũng rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại 2/3 số tiền tham nhũng thì sẽ được miễn xử hay xử lý nhẹ. Không phải cứ xử nặng mới là tốt, không phải cách chức hết các cái đồng chí của mình mới là tốt. Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo Bộ Chính trị và Ban Bí thư
là cái thông báo số 20 Ban Bí thư Trung ương ngày 8 tháng 9 năm 2022. Theo đó cho phép lãnh đạo từ viên Trung ương trở lên, nếu tham nhũng khắc phục hậu quả và chủ động xin thôi chức sẽ được miễn truy tố hình sự. Đề nghị của đại biểu Phạm Văn Họa vừa kỳ đã khiến cho mạng xã hội nổi sóng. Nhiều ý kiến thấy rằng các cái quyết định kỷ luật và cho thôi chức đối với các cái lãnh đạo cấp cao như ông Võ Văn Thường, ông Vương Đình Huệ hay bà Trương Thị Mai, lãnh đạo Bộ Chính trị và Tổng Bí thư chỉ xác nhận trùng phùng rằng họ, những người vừa kể có số sai phạm và đã chủ động tự nguyện xin thôi tất cả các chức vụ. Công luận thấy rằng phải chăng đó là cái hành động kẻ tùng người hứng giữa Tổng Bí thư và Quốc hội, cụ thể đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để giải cứu cho những nhân vật thân cận của Tổng Bí thư, trong đó phải kể tới các nhân vật hàng đầu, đó là Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai, với cái mục đích để khép hồ sơ tham nhũng của họ kể từ năm 2023 trở về trước, để các nhân vật Thưởng, Huệ, Mai có thể trở lại hoạt động và công tác bình thường. Và thưa quý vị, nếu thực tế điều đó xảy ra như đồn đoán trên mạng xã hội hiện nay thì đó là một vấn đề thực sự rất nguy hiểm. Và đó là cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng chủ yếu chống tham nhũng mang tính bè cánh, sử dụng vũ khí đốt lò là loại trừ các thế lực chính trị và các cá nhân có biểu hiện không đồng tình hay chống lại Tổng Bí thư. Ngoài ra các nhân vật thân cận của ông Trọng thì không bao giờ bị xử lý, kể cả những cái vụ tài tiến đình đám trong thời gian vừa qua liên quan tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hay Thường trực Ban Bí thư bà Trương Thị Mai. Vậy mà có cái khả năng cao sẽ được xóa tội và trở lại chính trường. Chúng ta hãy chờ xem. Và thưa quý vị, liên tục chương trình, chúng tôi tới quý vị một nội dung liên quan tới ông Lê Thanh Hải. Một cái câu hỏi đặt ra, đó là tại sao khi quyền lực của Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa suy yếu, thì có những cái đồn đoán và phân tích cho rằng ông Lê Thanh Hải, một người mệnh danh là trùm tham nhũng, sâu chúa của thành phố Hồ Chí Minh, vậy mà đến nay đã thoát tội. Như quý vị đã biết trên mạng xã hội, có những ý kiến cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xử lý triệt để Lê Thanh Hải và Lê Thanh Hải chờ ngày vào tù. Tuy nhiên đó là những cái suy luận không đúng. Như quý vị đã biết qua nhiều năm, kể từ năm 2020 cho tới nay, những cái sai phạm tày đình của Lê Thanh Hải trước đây, ai cũng nghĩ rằng nó đã bị quên lãng và Lê Thanh Hải đã hạ cánh an toàn. Vậy mà như quý vị đã biết, mới đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nhắc tên tới Lê Thanh Hải. Có những ý kiến cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương lật lại hồ sơ của Lê Thanh Hải, quyết tâm truy tới cùng những cái kẻ chống lưng. Tuy nhiên thưa quý vị, vẻ cánh bảo kê về mặt chính trị cho Lê Thanh Hải là ai hẳn quý vị đã biết, đã hợp sức để tấn công Bộ trưởng Công an Tô Lâm, và họ thấy rằng đó là biện pháp ngăn chặn không cho Bộ Công an lật lại hồ sơ của sâu chúa Lê Thanh Hải. Và như quý vị đã biết trước đây ít lâu, trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trên thượng tầng do Bộ trưởng Công an Tô Lâm cầm đầu rất quyết liệt, vào cái thời điểm đó công luận và giới phân tích cho rằng khả năng sâu chúa Lê Thanh Hải có thể gặp rắc rối lớn. Và thưa quý vị, ngày 6, ngày 7 tháng 5, tức là cách đây chưa đầy nửa tháng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật cựu bí thư Lê Thanh Hải và hai cựu chủ tịch, đó là ông Lê Hoàng Quân và ông Nguyễn Thành Phong, bởi lý do vi phạm nghiêm trọng các quy định trong các dự án do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Tập đoàn IC của Nguyễn Thanh Nhàn thực hiện. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, một trong những mục đích của ông Tô Lâm đó là mặc
mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì ông Trọng mất uy tín, đồng thời tiến tới hạ bệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, trước sự suy yếu quyền lực nhanh chóng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, nhiều quý vị đã biết ông Tô Lâm đã bị ghép vào chiếc ghế Chủ tịch nước, một cái chiếc ghế quyền lực rất ít, nhưng ông Tô Lâm không còn quyền hành vì chức Bộ trưởng Bộ Công an đã buộc mình một phe cánh khác là đối thủ của ông Tô Lâm. Đó là lý do ông Tô Lâm dường như bị các cái phe phái trọng đảng hơn sức cũng phe tổng cộng để hạn chế quyền lực và mất khả năng trong việc loại bỏ các cái quan chức cấp cao tham nhũng tiếp theo. Tuy nhiên, thưa quý vị, trước hội nghị Trung ương 9, bản bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng đã bị Bộ trưởng Công an Tô Lâm giáng cho những cái đòn chí tử như quý vị đã thấy. Các thành viên trong ban bí thư điều siêu đặc biệt, ông Tô Lâm đã triệt hạ thường trực ban bí thư bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức trung ương. Và thưa quý vị, bà Trương Thị Mai ngã ngửa ban bí thư của ông Trọng như rắn mất đầu, bởi vì trong suốt hơn một năm qua, bà Trương Thị Mai đã thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần như điều hành trong cái điều kiện ông Trọng rất ít xuất hiện. Theo giới phân tích, ông Trọng rất cần một người phụ tá thân cận và có năng lực như bà Trương Thị Mai để thay ông quản lý ban bí thư. Tuy nhiên, ông Tô Lâm đã giáng một cái đòn mạnh. Như quý vị đã thấy, trong những cái ngày vừa qua, quyền lực của Bộ trưởng Công an Tô Lâm suy giảm cách nhanh chóng. Đặc biệt trong hội nghị Trung ương 9, điều đó để quý vị thấy rằng bản lĩnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người được cho là rất nhiều những mưu mẹo. Hơn thế nữa, ông Trọng có sự yểm trợ từ Bắc Kinh. Dù rằng sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng yếu hơn Tô Lâm rất nhiều, nhưng dứt khoát về uy tín kinh nghiệm và bản lĩnh chính trường, ông Trọng ăn đứt Tô Lâm. Và như quý vị đã biết, một cái đòn đầu tiên trong ngày khai mạc hội nghị Trung ương 9, ông Trọng đã lập tức cho bầu 4 trên 6 ghế vì Bộ Chính trị còn trống. Và một cái điều đặc biệt, tất cả 4 người vừa kể đều là thành viên của ban bí thư. Đồng thời không có một ai trong Bộ Công an hay Chính phủ được bầu. 4 người được bầu bổ sung đó là các ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương, Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Đỗ Mạnh Chiến, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, và bà Bùi Thị Minh Hoài, trưởng ban dân vận Trung ương. Và nếu như vậy, so với trước đây ban bí thư có 5 ủy viên Bộ Chính trị tính cả ông Nguyễn Phú Trọng, thì giờ đây ban bí thư của ông Trọng tăng lên đến 8 người. Chỉ riêng ban bí thư đã chiếm một nửa của Bộ Chính trị. Và nếu cộng thêm ông Nguyễn Văn Nên, một cái lá phiếu luôn luôn dành cho Tổng Bí thư, thì rõ ràng có thể khẳng định ông Nguyễn Phú Trọng từ trước tới nay chưa bao giờ có số phiếu mà ông Trọng quản lý cho Bộ Chính trị dưới 50%. Một cái điều đáng nói, sau khi bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa những người này chặn ngay đà tiến của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Trước đây khi mới hạ được Võ Văn Thưởng, điều quý vị đã biết có những cái đồn đoán cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm đòi ghế thường trực ban bí thư cho các nhân vật thân cận của ông với cái mục tiêu để nắm thóp Trung ương Đảng trong việc tuyên truyền nhân sự. Và lập tức Nguyễn Phú Trọng đã đẩy Lê Minh Hưng, một nhân vật Chánh Văn phòng Trung ương, tay hòm chìa khóa của ông Trọng chốt ngay vị trí thường trực ban bí thư. Tuy nhiên, những cái phán đoán đó đã không xảy ra, và ông Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, một người đồng hương của ông Tô Lâm, hầu như không có khả năng trở thành trưởng ban tổ chức Trung ương. Và thưa quý vị, ngày khai mạc hội nghị Trung ương 9, một cái điều bất ngờ đó là trên hàng ghế chủ tịch đoàn, theo quy luật trước đây dành cho 5 tứ trụ, trong đó có thường trực ban bí thư, giờ đây chỉ còn lại 3 người. Có cái điều đáng chú ý, ông Trọng đưa thêm đại tướng quân đội ông Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ngồi trên đoàn chủ tịch. Có nghĩa là ông Lương Cường đã thay cho bà Trương Thị Mai ở ghế thường trực ban bí thư. Đây là một cái biện pháp cao tay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì sao ông Trọng lại chọn Lương Cường mà không chọn người khác? Có những ý kiến cho rằng ông Lương Cường là tướng quân đội,
đền miễn nhiễm đối với những cái đòn đánh dưới thắt lưng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, với một cái điều rõ ràng công an không được phép điều tra quân đội. Theo giới phân tích, đây là cái nước cờ được đánh giá là rất cao tay của Tổng Trọng. Đường Cường sẽ trở thành một trụ cốt vững chắc để có thể che chắn chống lại mọi đòn tấn công của ông Tô Lâm nhằm vào Ban Bí thư. Như vậy, sau cú nát đại bác của Bộ trưởng Công an Tô Lâm vào Ban Bí thư, một điều mà giới phân tích cho rằng Ban Bí thư đã cách toát một cái lỗ lớn với hai vị trí thường trực Ban Bí thư và trưởng ban tổ chức trung ương bị xóa sổ. Ông Trọng lập tức chạm ngay, không để thường trực Ban Bí thư khuyết một giờ nào cả, không để cơ hội cho đàn em của Tô Lâm xâm nhập vào Ban Bí thư. Vì như quý vị đã biết, vị trí thường trực Ban Bí thư là một vị trí rất quan trọng. Người ta thường gọi đó là vị trí Phó Tổng Bí thư, là người trực tiếp điều hành công việc của Ban Bí thư, một cái cơ quan giúp việc cho Bộ Chính trị. Và những cái thành viên của Ban Bí thư có các cơ hội bước vào Bộ Chính trị rất cao. Với một tình trạng sức khỏe hiện nay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là cho thấy vai trò của một đại tướng phụ trách Tổng cục Chính trị, đó là ông Lương Cường, có một vai trò rất lớn. Quyền lực của Ban Bí thư bao trùm trong đảng, đặc biệt liên quan tới công tác nhân sự. Như vậy, ông Lương Cường về Ban Bí thư, hiện nay trong Ban Bí thư có hai tướng quân đội, đó là Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo trung ương, và ông Lương Cường. Việc ông Tô Lâm cho đánh gãy ghế của bà Trương Thị Mai rõ ràng cho thấy ý đồ của ông Tô Lâm, đó là đánh cho Ban Bí thư, một cơ quan giúp việc của Tổng Bí thư, tan tác để hạ sức mạnh và tiến tới hạ bệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, việc kéo ông Lương Cường vào vị trí thường trực Ban Bí thư đã chặn đứng được ý đồ của ông Tô Lâm. Sự nghiệp chính trị của Đại tướng Lương Cường gắn với quân đội, và nếu như Đại tướng Lương Cường có những vết chạc thì cũng giới hạn trong Bộ Quốc phòng, mà Bộ Công an của Tô Lâm không có quyền điều hành các cơ quan chức của Bộ Quốc phòng thì người của Bộ Quốc phòng phạm pháp sẽ do các cơ quan điều tra hình sự của quân đội tiến hành điều tra. Sau khi có kết quả thì tòa án quân sự xét xử. Nói tóm lại, Bộ Quốc phòng là cái vùng cấm. Ông Tô Lâm và Bộ Công an không được phép bén mảng tới, và đó là lý do tại sao người ta nói chuyện ông Nguyễn Phú Trọng chọn Đại tướng Lương Cường ngồi vào ghế thường trực Ban Bí thư thay cho bà Trương Thị Mai là một đòn rất hiểm độc, nó coi là một mũi tên trúng hai đích. Mục đích thứ nhất là giải quyết khủng hoảng nhân sự ở Ban Bí thư, mục đích thứ hai gia cố thành trì, không cho phép Bộ Công an sờ đến ông Nguyễn Phú Trọng. Trong vai trò thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường sẽ có một cái vị trí chắc chắn hơn bà Trương Thị Mai rất nhiều. Nhưng đó chỉ làm cái nước cờ vã lỗ rách của Ban Bí thư. Một cái nước cờ cao thầm không kém, đó là Nguyễn Phú Trọng đã bắt thân với Phan Văn Giang, một cái đối thủ chính trị của Lương Cường, cho quân đội xúc tiến việc điều tra các sân sau của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Đó là các cái thông tin cho rằng công ty Xuân Cầu Holding của ông Tô Dũng, em trai Bộ trưởng Công an Tô Lâm, đang bị điều tra. Và người ra mệnh lệnh vừa kể không ai khác chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo công luận cho rằng ông Trọng đã dùng một chiêu gậy ông đập lưng ông đối với Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Mà nếu Tô Lâm lật hồ sơ đen đối với Tổng Bí thư Trọng thì ông Trọng sẽ dùng quân đội để lập hồ sơ đối với Tô Lâm, mà cần thiết sẽ loại bỏ Tô Lâm ngay lập tức. Như vậy, thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong Ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã cài được Vũ Hồng Văn nằm trong Ban Bí thư. Tô Lâm dự kiến sẽ cài Nguyễn Duy Ngọc vào trưởng ban tổ chức Trung ương. Thì trước sau, Tô Lâm cũng hạ bệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và đó là lý do tại sao ông Trọng lập tức giữ vào quân đội. Hiện nay trong Ban Bí thư, phe của Nguyễn Phú Trọng và phe Tô Lâm đang ở một cái thế cài ra được. Đây là cách ông Trọng phải sử dụng để hóa giải những cái đòn nguy hiểm của Tô Lâm. Theo giới phân tích, hiện nay vị trí của Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã lung lay
và ông Tô Lâm đã chính thức nhận chức vụ chủ tịch nước nếu ông Nguyễn Phú Trọng đưa tiếp những người của Ban Bí thư ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an thì xem như toàn bộ sức mạnh của Tô Đại tướng, một cái nhân vật được đánh giá là quyền lực vô đối mạnh nhất trong đảng hiện nay sẽ bị vô hiệu hóa. Và Tô Lâm rõ ràng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực, không có hậu phương hậu thuẫn thì chẳng khác gì Trần Đại Quang trước đây. Tô Lâm đã vào cái thế leo lưng cọp không thể xuống được. Tô Lâm phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để đưa các cái đàn em Hưng Yên chiếm những cái ngôi vị hàng đầu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, và canh bạc của Tô Lâm đã thất bại. Trở lại vấn đề tại sao ông Tô Lâm quyết tâm xử lý Lê Thanh Hải trong việc lật lại những sai phạm cũ và mới của Hải Heo. Theo đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ hướng tới những kẻ bảo kê về mặt chính trị cho tập đoàn tham nhũng ở Thành Hồ. Cụ thể, một cái mục tiêu quan trọng nhất của Tô Lâm đó là cho lật lại hồ sơ để làm rõ ai chống lưng và nhận tiền của Lê Thanh Hải. Tại hội nghị Trung ương 9 khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định cách tất cả các cái chức vụ trong đảng đối với ông Lê Thanh Hải. Đây là một cái điều hoàn toàn khác với những nhận định cho rằng họ dự đoán Lê Thanh Hải sẽ lên thớt. Trên mạng xã hội có đồng những cái ý kiến cho rằng lãnh đạo đảng đã không khai trừ đảng và để tạo ra những tiền đề cho việc khởi tố bắt giam Lê Thanh Hải. Và đó là những chỉ dấu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng sau khi phục hồi quyền lực vẫn chỉ dơ cao đánh khẽ. Ông luận thất vọng và đặt một câu hỏi: sầu chúa Lê Thanh Hải đã nhờ một cái phép màu nào để thoát tội? Bởi cái mức kỷ luật như vừa kể, chắc chắn Lê Thanh Hải sẽ không bị khởi tố. Lê Thanh Hải có thể an tâm hưởng thụ tuổi già với một cái khối tài sản tham nhũng ăn cả mấy chục đời không hết. BBC đưa ra một cái đánh giá rất chú ý khi cho rằng căn cứ vào khoản 9 điều 2 quy định 69 quyết định Trung ương năm 2022 quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật đảng viên. Theo đó, đảng viên sẽ không bị khai trừ ra khỏi đảng khi vi phạm pháp luật tới cái mức phải truy tố trách nhiệm hình sự. Do đó, vẫn theo BBC, việc ông Lê Thanh Hải chỉ bị tách chức mà không bị khai trừ có thể hiểu rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng, đã đánh giá những cái sai phạm của ông Lê Thanh Hải không tới mức phải xử lý hình sự. Theo giới quan sát, đó là những sự đảo ngược kỳ vọng của công luận. Và điều đó nó liên quan gì tới cái sự suy yếu quyền lực của Bộ trưởng Công an ông Tô Lâm hay không? Câu trả lời được cho là nếu như xử lý Lê Thanh Hải là một cái quyết tâm cao nhất của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, nếu truy tố Lê Thanh Hải, khi đó Lê Thanh Hải sẽ khai ra tuốt tùng tuột tất cả những cái kẻ nhận tiền, đó là những cái lãnh đạo cao cấp thì chết cả nút. Đó là chưa kể tới hai vụ án mới mà Ban Kiểm tra Trung ương phát hiện và yêu cầu xử lý, đó là vụ án Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan và vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một cái người đang trốn bản án truy nã. Do vậy, xử lý bằng cách dơ cao đánh khẽ cho Lê Thanh Hải thoát tội làm cái điều được đánh giá là đúng quy trình. Thưa quý vị, những cái điều vừa kể để quý vị hiểu rằng với cái sự bảo kê của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hầu như các quan tham đều thoát tội là như vậy. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của Can TV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Một lần nữa xin lưu ý quý vị, những ai chưa đăng ký các cái kênh dự phòng của KTV, kính mời quý vị hãy đăng ký bằng cách bấm vào logo trên trang chủ của hai kênh Việt Thành KTV 3 và KTV 5 sẽ dẫn quý vị tới một cái trang dự phòng. Sau đó quý vị hãy bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.